à, Xin chào các bác anh chị nhé Thì cái cây vú sữa giống thì em cũng đã quay rất là nhiều cho các bác rồi Đấy thì đây là một cái vườn cây vú sữa bên em trồng Để phục vụ cho các bác trồng gia đình cũng như là trồng công trình cây cảnh quan nếu các bác nhé Đấy các bác có thể nhìn Đây là những cái cây vú sữa của bên em đang trồng ra này Kích thước của nó hiện tại đang rất là cao đẹp rồi Đấy, Trung bình nó cứ từ tầm 1m6 à, à, cho đến 2m Đấy, Cây rất là cao, rất là dày đã được bên em cắt tỉa À, thoát thân các bác nhé. Những cái cây à, vú sữa à, công trình này thì à, ở bên em à, hầu như là bên em hầu như là trồng ra rất là nhiều để à, phục vụ à, cho nhu cầu trồng đấy vú sữa thì là một cái dòng cây ăn quả khá là hot rồi. đấy à, Những à, 15 năm trở lại đây thì à, 10 năm trước thì cái cây vú sữa này thì được rất là nhiều các gia đình ưa chuộng trồng tại sân vườn để làm cái cây ăn quả. À đấy thu hoạch cây ăn quả và làm kinh tế từ quả cây vú sữa thì hiện nay thì ngoài cái công dụng là là trồng làm cây ăn quả thì cái cây vú sữa này còn là một trong những cái dòng cây công trình cây bóng mát được rất là nhiều các gia đình này các tuyến đường này các căn khu biệt thự này khu nhà căn nhà liền kề này trồng rất là nhiều đấy chính vì vậy mà bên em hầu như là hầu như là hàng năm cũng làm rất là nhiều những cái cây lớn để phục vụ cho bác nhé đấy, nguyên một cái vườn này của bên em thì hầu như là để dành đất để làm những cái cây công trùng công công trình này đi để phục vụ cho bác đấy vừa nãy thì cũng có một bác đánh một cây nhỏ đây các bác này em đánh vẫn còn nguyên đất này vừa mới đánh xong đấy, kia là cho lên xe rồi à, cho lên xe rồi à, các bác các bác đấy lấy một cây vú sữa với cả một cái cây chay ruột đỏ để trồng tại sân vườn đấy cái cây này thì các bác gia đình nào mà có những cái cây trồng ra rồi thì tạo một cái cảnh quan rất là đẹp đấy mỗi mỗi một mùa quả sai chữ luôn các bác ạ cái cây này thì cho sai chữ quả luôn hiện tại thì vườn em cũng còn số lượng khá là nhiều số lượng còn và vài chỗ này em bên em đang trồng ra khoảng 5 000 cây, 5 000 gốc cái cây vú sữa hạt này. Đấy các bác mà muốn trồng cái cây này thì các bác có thể đến tận vườn nhà em nhé để chọn cái cây các bác thích nhé. Đấy các bác thích cây nào thì bác chọn cây đấy. Đối với các bác ở xa thì cái cây vú sữa này thì bên em sẽ gửi xe đi cho các bác. Đấy những cái cây kích thước lớn này thì chỉ có gửi xe đi là nó sẽ đảm bảo cho cây nhất. Đấy bên em sẽ đánh bò và gửi ừ, xe khách về khu vực gần nhất giúp các bác các bác chỉ cần ra nhận cây thôi đấy các bác nào đang muốn trồng cái cây vú sữa mà kích thước lớn như này thì có thể liên hệ cho bên em nhé còn video này cũng xin tạm dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé